Xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Ngày hôm nay thì em quay ra cô chú anh chị các bạn coi cái thẻ nhớ SanDisk này. Thì đây là cái dòng cái thẻ nhớ mà dành cho camera wifi của chú anh chị và các bạn. Đối với cái thẻ nhớ này thì trên thị trường có rất là nhiều loại thẻ nhớ để cô chú anh chị các bạn có thể lựa chọn, như là SanDisk này, iMail này, Hikvision này, nhiều lắm, Samsung này, Toshiba, rất là nhiều loại thẻ nhớ để cô chú anh chị các bạn có thể lựa chọn. Nhưng mà để chọn lựa cái thẻ nhớ mà nó sử dụng bền với cả có cái feedback về khách hàng mà nó xài ok ấy, thì các bạn phải xài thử, hoặc là các bạn bè của mình đã xài cho mình cái feedback tốt nhất thì mình mới biết được những cái sản phẩm nào là tốt nhất dành cho camera của mình. Thì ngày hôm nay thì em cũng quay cho cô chú anh chị các bạn những cái sản phẩm SanDisk này. Đây là một trong những cái thương hiệu em cũng nói rất là nhiều trong những cái clip mà em camera của em vừa qua. Thì tại đối với cái camera wifi thì cái thẻ nhớ là rất là quan trọng, rất là quan trọng vì nó lưu trữ dữ liệu cho cái camera của mình. Đây là những cái thẻ nhớ mà dành cho camera wifi của chú anh chị các bạn. Thì thẻ nhớ cũng giống như ổ cứng vậy của chú anh chị các bạn, nó cũng sẽ có hàng nhái và hàng chính hãng của chú anh chị các bạn. Hàng nhái thì nó sẽ không có tem của nhà phân phối, và hàng chính hãng thì nó sẽ có tem của nhà phân phối. Thì cái dòng SanDisk này thì em nói sơ qua một chút xíu. Đối với cái thương hiệu SanDisk này thì nó là một trong những cái thương hiệu thẻ nhớ có cái giá trị, gọi là cái mức giá cao hơn so với những cái thẻ nhớ khác, tầm 10 đến 20 ngàn một thẻ. Nhưng mà nó xài nó chất lượng hơn nhiều. Giống như cái thẻ nhớ xe iMail này cũng vậy nè, cô chú cho các bạn. Thẻ nhớ này iMail này, thì đối với cái camera iMail thường người ta sẽ bán thẻ nhớ iMail cho cô chú chị các bạn luôn. Nhưng mà để so với cái chất lượng của cái iMail so với cái SanDisk này ấy, thì SanDisk này nó xài ok hơn, xài ok hơn. Mặc dù iMail cũng là chính hãng nè cô chú chị các bạn, tem phân phối nè. Đấy, nhưng mà so về cái chất lượng, cái thương hiệu thì SanDisk ok hơn. Và giá thành của cái SanDisk nó cao hơn. Và thường em bán cho khách hàng của mình là cái SanDisk nhé. Và ngày hôm nay thì em cũng tư vấn cho cô chú chị các bạn có thể lựa chọn cái thẻ nhớ phù hợp với camera của mình. Và thời gian lưu trữ thẻ nhớ là bao lâu để chúng ta có thể lựa chọn thẻ nhớ phù hợp với camera của mình luôn. Đây, thì trước tiên ấy, khi mà em nói về cái thời gian, về cái dung lượng, về cái giá thành của từng thẻ nhớ thì em cũng nói luôn cho cô chú cho các bạn coi. Đối với cái dòng thẻ nhớ mà để nhận biết hàng nhái với cả hàng chính hãng thì chúng ta có thể coi ở phía sau ấy, nó sẽ có cái tem của nhà phân phối. Đối với hàng nhái của chúng chị các bạn nó sẽ không có cái tem này đâu, nó không có tem này đâu. Đây là đối với SanDisk ấy, thì em thấy là có hai cái nhà phân phối lớn, đó là FPT và VSBC. VSBC thì cô chú chị các bạn cũng biết là VSBC đối với cái ổ cứng mà em hay quay ấy, thì nó cũng là cái nhà phân phối lớn cái ổ cứng dành cho camera của mình ấy, ổ cứng Western Purple 1T, 2T, 3T mà em hay bán cho khách hàng của mình và cũng quay lên cho cô chú chị các bạn coi ấy. Đó là hàng chính hãng. Thì cô chú xài những cái hàng chính hãng như vậy thì cái độ bền của nó rất là cao, không hề lỗi. Còn đối với cái hàng nhái nó y chang như vậy, nó rẻ hơn chắc khoảng được mấy chục ngàn ấy. Nhưng mà cô chú chị các bạn bù lại mua thì nó rất là dễ lỗi cô chú chị các bạn, nó không phải là hàng chính hãng, mà khi mà chúng ta mua về chúng ta bảo hành cũng không có được nữa. Cái hàng hãng của nó thì đúng bảo hành hãng thì nó rất là bền, ít lỗi, tại vì đối với những hàng hãng trước khi mà đưa ra sử dụng. Tiếp tục em quay ra cô chú chị các bạn coi nhá, thì đang quay thì có cuộc gọi. Đối với cái thẻ nhớ SanDisk này thì em cũng đã nói đó, thì nó là một trong những cái thương hiệu rất là gọi là rất là tốt rồi. So cho những cái dòng thẻ nhớ hiện tại của Việt Nam mình thì nó hai nhà phân phối lớn đó là FPT và VSBC. Thì cô chú chị các bạn có thể lựa chọn một trong hai cái nhà phân phối đấy đều được nhé. Ở phía sau của nó này, nhà phân phối của FPT này, cô chú chị các bạn xin đây FPT này, thẻ nhớ này, tên này, nó mã sản phẩm này. Thì ở tem nhà phân phối ấy, nó sẽ thể hiện được hết là cái xuất xứ của nó ở đâu luôn cô chú chị các bạn. Xuất xứ là nhà phân phối này. Đấy. Còn đối với cái thẻ nhớ là của nhà phân phối VSBC này cô chú chị các bạn. VSBC thì nó cũng có là thẻ nhớ SanDisk này, công ty cổ phần Vĩnh Xuân này, địa chỉ dung lượng, hướng dẫn sử dụng này, hướng dẫn bảo quản, nhà sản xuất. Đó, năm sản xuất và xuất xứ của nó này. Đó, thì ở đối với cái tem của nhà phân phối thì nó thể hiện hết nguồn gốc xuất xứ của cái sản phẩm của mình nó nằm ở đâu. Và quan trọng nhất là khi mình mua về là phải có cái tem này cô chú chị các bạn, bất cứ một cái sản phẩm nào. Bất cứ mỗi sản phẩm nào mình mua thì phải có tem của nhà phân phối, còn không có cái tem này chứng tỏ là hàng nhái, nó chỉ là cái vẻ thôi. Nó lấy nhập về một lô xong rồi cái nó không có dán tem phân phối của nhà phân phối thì nó không có được kiểm tra kỹ càng ấy, thì cái chất lượng của thẻ nó không có tốt như những cái hàng mà phân phối như thế này. Với cái hàng phân phối như này thông thường thì được phải kiểm tra qua cái QC ấy, thì thường thì nó không có lỗi nhiều đâu. Không có lỗi nhiều so với những hàng nhái thì rất là dễ lỗi. Mà cái thẻ nhớ mà mua về của chúng chị các bạn xài một thời gian mà bị lỗi thì giống như cái ổ cứng vậy, thì mình phải đứng lên mình lấy, mà nếu những cái camera ở trên cao ấy, thì mình phải gỡ xuống
rồi mình mới lấy về, rồi mình mới mới bảo hành này kia. Thì nếu mà hơi phức tạp, nếu nhà không có thang hoặc là gọi thợ thì không sao, mà nhà không có thang mình rất là phức tạp vẫn lấy. Nên vì vậy khi mà mua về mình nên chọn cái thẻ nhớ tốt nhất luôn, thì nếu mà yên tâm cho mình phần nào. Thì đối với em thì em cũng đã nói với cô chú chị các bạn, khi mà mua về em cũng đã cố gắng hỗ trợ bằng cách là test trước sản phẩm nếu mà cô chú chị các bạn yêu cầu, còn không thì em sẽ không không có test trước đâu, tại vì sản phẩm em sẽ để nguyên, còn nếu mà cần em sẽ test trước để tránh cái trường hợp là gặp rủi ro với cái sản phẩm nhé. Một câu. À, đối với cái làm thẻ nhớ SanDisk này ấy, thì thẻ nhớ 32 GB thì hiện tại em đang có giá cho khách hàng của mình là 150.000 một thẻ nhé. 150.000 một thẻ. Thì thẻ nhớ SanDisk 32 GB này lưu trữ được bao lâu? Thì đối với dòng thẻ nhớ 2 MB ấy, thì chúng ta sẽ lưu được khoảng tầm 3 đến 4 ngày nếu lưu liên tục 24 giờ trong một ngày. Còn nếu mà lưu theo kiểu chuyển động mới lưu thì lưu được khoảng 1 tuần nhé. À, còn nếu mà sử dụng 4 MB ấy, thì nó sẽ giảm một nửa của chú chị các bạn. Ví dụ như là 64 GB lưu liên tục thì nó tầm khoảng là 3 đến 4 ngày, nhưng mà lưu theo kiểu chuyển động mới lưu thì lưu được 1 tuần đó, thì theo kiểu 64 GB. Còn 32 GB này thì nó sẽ giảm một nửa xuống, nếu mà là 4 MB thì bình thường ấy là cao 2 MB ấy, thì nó sẽ lưu từ 3 đến 4 ngày, còn lưu theo kiểu mà 4 MB ấy, thì lưu được 1-2 ngày thôi, nhưng mà em nghĩ là khoảng tính 2 đến 3 ngày luôn lận đấy 64 GB. Còn chuyển động cái lưu ấy thì nó sẽ lưu tầm khoảng 3-4 ngày, 4-5 ngày gì đó tùy nhá, đó tùy. Thì nhưng mà nhớ là đối với cái dòng 4 MB thì nó sẽ giảm số lượng ngày hơn, và chính xác đối với dòng 2 MB ấy, thì 32 GB lưu từ 3 đến 4 ngày đối với theo kiểu lưu hao chuyển động 24 giờ trong một ngày, còn lưu hao kiểu chuyển động mới lưu thì nó sẽ dài hơn tầm khoảng 1 tuần đấy. À, tiếp tục là cái thẻ SD 64 GB này nhá, thì thẻ SD 64 GB này cô chú chị các bạn, thẻ của nó này đây, ở phía sau của nó cũng là tem của nhà phân phối. Thì cái giá trị của cái thẻ này hiện tại em bán nó giá là 200 đến 210 ngàn một thẻ nhá, 200 đến 210 ngàn một thẻ. Thì đối với thẻ nhớ SanDisk bảo hành chính hãng từ 2 đến 5 năm, từ 2 đến 5 năm. Thì thường đối với những cái thẻ như thế này hãng bảo hành như thế nào sẽ bảo hành như vậy. Thì đối với VVC là sẽ bảo hành được 5 năm này, của chúng chị các bạn, 5 năm này. À, được xuất xứ tại Đài Loan này. Đấy. Thì tất cả những cái tem ấy của nhà phân phối ấy, đều nó thể hiện được cái nơi xuất xứ của cái sản phẩm hết. Thì em luôn luôn nói với cô chú chị các bạn khi mà mua về ấy, thì cố gắng cô chú chị các bạn xem cái tem của nhà phân phối nhé. Thì cùng một cái thẻ như thế này này, nó giống y chang như nhau mà ở dưới bên sau nó sẽ không có tem của nhà phân phối, thì nó rẻ hơn cả một nửa lận đấy. Thì tại vì sao, là do là nó nhập nguyên một lô về thì nó kiểu như nó không qua cái kiểm định của cái QC ấy, nên vì vậy cái chất lượng cái sản phẩm thẻ nó cũng sẽ không được tuyệt đối như như những hàng mà được phân phối bởi một công ty nhập về, người ta đã nguyên kiện nhưng mà người ta đã được gọi là kiểm tra kỹ càng về cái sản phẩm thẻ nhớ rồi, và nó cũng được bảo hành kỹ càng rõ ràng nữa. Còn những cái sản phẩm trôi nổi trên thị trường không có tem của nhà phân phối khi bảo hành nó cũng sẽ không được của chúng chị các bạn nhé. Và nhớ là khi mua về cô chú chị các bạn cố gắng giữ được cái tem thẻ này cho em là tốt này, giữ được cái bìa ngoài này này, khi mình gửi bảo hành nó cũng tốt hơn nữa. Còn cái thẻ này thì ở bên trong thì cũng có tem bảo hành rồi, nhưng mà kèm theo cái này mình sẽ cố gắng mình sẽ đổi mới. Còn lại những cái thẻ nhưng mà những cái thẻ nhưng mà không có tem thì sẽ là không bảo hành rồi, thì nó có là hàng hàng, hàng trôi nổi trên thị trường rồi. Để phân biệt kỹ hơn về cái sản phẩm mà hàng nhái thì em cũng đã làm cái clip so sánh về ổ cứng, thì ổ cứng cũng vậy luôn, ổ cứng mà nó không có cái tem của nhà phân phối chắc chắn là hàng nhái rồi. Thì thẻ nhớ cũng vậy nhá. Thì đối với cái thẻ 64 này ghi được bao lâu? Thẻ nhớ 64 này thì đối với tem 2B thì lưu liên tục 24 giờ trong một ngày lưu được khoảng 1 tuần, và lưu theo kiểu chuyển động mới lưu thì lưu được khoảng 2 tuần nhé. Rồi tiếp tục là thẻ SanDisk 128 GB. 128 GB này thì có giá là 350 ngàn một thẻ. Nếu mà chúng ta lưu liên tục 24 giờ trong một ngày thì chúng ta sẽ lưu tầm khoảng được 2 tuần. Nếu mà lưu theo kiểu chuyển động mới lưu thì tầm khoảng được 1 tháng ấy, tầm được 1 tháng ấy, cô chú chị các bạn, 1 tháng. Đấy là cơ bản của những dòng camera 2B nha. Còn 4B chúng ta sẽ giảm một nửa lại. Đây thì tem của nhà phân phối nó cũng thể hiện trên cái thẻ này rồi này, xuất xứ này, mã sản phẩm này, nhà sập nhập khẩu này đó, nhà phân phối hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo quản. Đây tem của nhà phân phối cũng như là cái thẻ nhớ này chính hãng nhé. Đấy, một cái thẻ nhớ 128 GB này nó cũng cao, không phải là rẻ, như là 32 GB, 64 GB, 128 GB, và có những cái thẻ nhớ là 256 GB lận thì giá rất là cao. Thì tùy theo cái thời gian mà chúng ta muốn lưu trữ thì chúng ta có thể lựa chọn một trong những cái dòng thẻ nhớ lưu trữ dữ liệu cho camera của mình. Thì đối với dòng SanDisk thì em chuyên về thẻ SanDisk rồi, thì hoàn toàn là hàng 100% là hàng chính hãng, nên cô chú chị và các bạn an tâm. Khi mà mua camera về thì em chỉ báo giá camera thôi, còn thẻ nhớ là quan trọng là khách hàng muốn lựa chọn bao lâu thì nói với em để em lựa chọn cái thẻ nhớ phù hợp với cái thời gian lưu trữ của khách hàng của mình.
Đấy, thì đây là những cái thẻ nhớ mà ngày hôm nay em muốn quay. Và cái thẻ nhớ của mình ấy thì đối nó phù hợp với con camera thôi. Camera hầu như là được hỗ trợ thẻ nhớ từ 32 cho tới 256 GB. Tùy theo mà chúng ta muốn lưu trữ như thế nào, thì chúng ta có thể lựa chọn từ thẻ nhớ 32 cho tới 256 GB để có thể lưu trữ dữ liệu cho camera của mình. Thì bên cạnh đấy thì bên em cũng có thẻ email như thế này. Email đối với khách hàng thì thường đối với email như thế này ấy, nó bán kèm cho camera email, nhưng mà cô chú cho các bạn xem là cái email nhất thẻ của nó này, thẻ màu đen này, còn thẻ SanDisk này nó thẻ bạc trắng này, thấy không, nó khác hoàn toàn luôn. Đây thì tem nó cũng có tem của nhà phân phối là DSS luôn đấy, nhưng mà về cái chất lượng sản phẩm thẻ này thì nó không có tốt bằng SanDisk của chúng chị các bạn. Chất lượng thẻ thì nó không có tốt bằng SanDisk. Nó khe cắm thẻ nó y như nhau thôi, và xài về cái độ bền của nó sẽ không bền bằng đâu cô chú chị các bạn. Nếu mà mua được thì chúng ta nên mua SanDisk thì tốt hơn. Thẻ nhớ bên em có cả AMOLED và SanDisk luôn, A3 và SanDisk rất là nhiều, nhưng mà chủ yếu em bán chạy nhất là dòng SanDisk, thì cũng như ổ cứng đó là Western ấy, Western Purple 1T, 2T, 3T thì chủ yếu là em có dòng đó. Thì có những cái dòng như là Toshiba, Seagate thì cũng là những cái dòng thương hiệu của ổ cứng. Nhưng mà cố chú các chị các bạn cứ lựa chọn cái dòng thẻ nhớ và cái ổ cứng chính hãng của những cái nhà phân phối lớn thì nó ok, đừng có xài hàng renew hoặc là hàng trôi nổi trên thị trường. Như vậy thì đấy, cái chất lượng sản phẩm của nó sẽ không đảm bảo cho mình có thể sử dụng được đó. Còn lại thì nhiều khách hàng cứ hay hỏi em là có ổ cứng loại này không, thì cô chú chị các bạn cứ cố gắng nhé. Đối với em thì thứ nhất là đối với hàng SanDisk, thứ hai là đối với Seagate, đối với Western thì Seagate và Toshiba tùy, nhưng mà chủ yếu là Western thôi. Còn loại khác thì nó rẻ hơn tầm khoảng 10-20 ngàn, nhưng mà cái chất lượng của nó không ok thì cũng không bán đó. Thì ngày hôm nay em quay cho cô chú chị các bạn coi cái dòng thẻ nhớ này, để thứ nhất là cô chú chị các bạn có thể hiểu được cái giá thành của thẻ nhớ, cái thứ hai là biết là những cái thẻ nhớ nào có thể sử dụng được, và cái thứ ba là đối với mỗi một dung lượng thẻ nhớ được lưu trữ bao nhiêu ngày. Thì ngày hôm nay em quay cho cô chú chị các bạn có thể hiểu kỹ hơn về thẻ nhớ để lưu trữ dữ liệu cho camera của nhà mình nhé. Bất cứ một thắc mắc gì về camera trong quá trình mình sử dụng, mua bên sản phẩm bên em đều hỗ trợ để cô chú chị các bạn có thể sử dụng thẻ nhớ cũng như là camera một cách tốt nhất. Một số trường hợp ấy, khi mà gọi hay nhắn tin cho em ấy, mà cô chú chị các bạn chỉ kết bạn thôi mà không không có nói gì thì em cũng gọi, vì đấy em rất là nhiều tin nhắn em không có chat hết được. Thì vì vậy khi mà cô chú chị các bạn có nhu cầu gì cứ nhắn tin trực tiếp với em, là nói về cái nhu cầu của mình thì em sẽ nhìn thấy tin nhắn và em sẽ trả lời liền nhé. Cảm ơn cô chú chị và các bạn đã quan tâm theo dõi video clip ngày hôm nay nhé.